ơi, cái này 307 tính cô 300 nha. Em ơi, em ơi. 300. Đợi xíu nghe. Có để có 1 2 4 bữa kia. Được bao cô luôn. Dạ được, được. Hả? Chưa. Cái xe em nới qua bên, xích qua bên cái bàn mình đó là được á. Tại biết sao, cô này có đi xe máy đi ra đi vô chỉ có một đường này thôi à. Cô nào? Cô chủ nhà này. Cô cưỡng ra cho bán xe lẻ đi. Rồi. 300 tới 200 ha, đợi xíu nghe. Để em luôn. Ủa, nhà nhỏ nó lỗi gì vậy? 200 ha chị. Rồi, vú sữa. Này vú sữa lấy đi chị, chọn đi chị. Để em xíu nha. Không, em nói thiệt à. Em về em chọn vú sữa cho chị nha. 5kg phải không? Con cảm ơn cô nha cô. Rồi. Mặn bữa nay ngon á anh. Ngọt không? Ngọt. Đây nè, em bẻ cho ăn thử nè. Em lấy cho. 5kg vú sữa. Nè. Bỏ từng trái vô đây đi con. Lấy nửa tím nữa, nửa bơ hồng cho chị đi. Lấy nhiêu đây thôi hả anh? Rồi 25 ngàn. Ký mận ký hỏi. Dạ. Vú sữa tím á thì nó ruột nó giòn. Dạ rồi. Dạ em biết rồi. Trái nhỏ nhỏ đây ha. Rồi ký hỏi em ơi. Vú sữa 70 em ơi. Rồi. Không anh lấy cho em lấy cho. Vàng vàng ha. Rồi. À, chung giá luôn em. Chung giá luôn. Rồi, cái mặn khí ở 95 ngàn nè con ơi. 95 ngàn cho ngoài đường. 95 ngàn cho ngoài đường. Cái này 217 nha. Đâu rồi? Chị 217 đấy, 215 nghe chị. Ủa chị sao mình đây? Ở đây hả? Vú sữa mình đây. 217 lấy 215 ngàn thôi. 225 ngàn phải không? Dạ. Lấy vợ xanh phải không? Dạ có rồi chị, em cho hai bình bướm trong đó luôn. Dạ bằng 70 đấy chị. Nè cưng. Bình tỏi xanh nữa. Không. Không có lấy mận. Anh lấy mận mà. Chơi mắt, chơi mắt. Không lấy mận. Vậy hả? Dạ. Lấy gì nữa? Lấy mình đổi xanh hả? Hai trăm mười lăm ngàn vú sữa. Dạ dạ, đợi em chút xíu nha. Ba chục ngàn hả? Ba chục cái này nhiêu? Này 30 luôn chị. 60 ngàn. Em cảm ơn nghe. Dạ rồi, hai trái hai chị nha. Dạ. Rồi. 215. Cái nó ngọt. Là còn 210. Đó là 209 nha chị nha. Rồi để em chút xíu nha. Dạ 29 ngàn à. Trời, hai trái bụng 30 ngàn. 200, 250. 209. Dạ 30, 60. 209 ha. Rồi. Anh có hai loại vú sữa hả? Ờ, vú sữa tím với lại vú sữa bơ hồng á em. Vú sữa gì đó. À, bơ hồng mà nè, cái loại này thì nó mỏng vỏ. Loại này nó mỏng vỏ nè, thấy không? Dạ. Cái này là ở ngoài nó. Này là da nó mỏng, nó ngọt nhiều hơn. Thịt ở trong ruột nó hơi mềm hơn, sữa nhiều. Sữa nhiều nè anh, dắt sữa. Sữa nhiều anh hả? Đúng rồi, sữa nó nhiều. Còn cái loại này á là cái ruột ở trong nó giòn. Này vú sữa tím người ta gọi vú sữa hồng nhung. Cái ruột nó trong nó giòn. Chín nhiều hơn, tới đây á là nó ngon hơn nhiều. Trái này là trái vú sữa chân 2-3 ngày, 70 ngàn ký cưng. 70. Hai loại đều như vậy đó anh. Đúng rồi. Hai loại là anh bán bằng giá luôn. Mới đầu bán rẻ hả? Hả? Bán rẻ hay sao?
Nói chung á không phải, tại vì rẻ thì cũng không rẻ mà mắc thì cũng không mắc. Tại cái vú sữa này là vú sữa loại đặc biệt của anh đó, anh bán cũng mấy năm nay rồi, năm nào tới mùa cũng bán hết trơn á. Mà thường thường á là anh bán 65.000 ký, nhưng mà anh này là do đầu mùa nó hơi mắc chút xíu. Anh để trong nhà, để trong nhà mà hay để trong nhà cưng. Ừ, này có mận xanh sữa nè. Mận xanh sữa này là 60.000 ký. Ừ, mận này mận tâm hoa 70. Hả? Gần như đủ hàng luôn rồi. Ừ, gần như đủ rồi đó. Còn trái lý bữa nay không có. Chưa cưng ơi, thêm hai trái nữa đi. Đây này, trái này là trái bơ hồng ngon nè. Không thì đem đi với đẹp đẹp. Ờ. Thêm trái nhỏ nhỏ nè, một trái nữa. 5 ký. Chậm cái rồi nó bị nó không có. Không, không có cái nào. Cái tím á có cái trái ngon ngon á mà nó bị nói chung nó không có được đẹp cho lắm để. Lấy trái này ha. Lấy trái này là đủ nè. Không phải đâu chị. Cái nó chín nhiều rồi nó ăn vậy đó. Cái loại này nó ăn vậy đó. Nó có bẻ nhiều quá. Không phải. Cái cuốn này mình để là nó đâm á, nó đâm trái khác biết không? Rồi, giác 5 ký luôn, tính 5 ký nè người đẹp ơi. Ừ, 350 thôi. Được không? Lấy thêm cái bọc nữa ha. Mận không? Còn mận không? Bữa mua nhiều mà. À. Bữa giờ chở thật nghỉ luôn. Dạ, các bạn thân biết đó. Rồi. Mua gì nữa không? Mua ổi gì không? Cái vú sữa nè hả? Đem để riêng ký ha. Để riêng ba trái đi. Em lấy ba trái ngon cho chị về chị ăn mà. Có ăn liền không? Ba trái này có ăn liền không? Dạ rồi. Rồi, lấy vú sữa. Rồi. Cái này vú sữa bơ hồng nó ngon dữ lắm. Đó. Đèn lên. Sáng liền ha, sáng rực cả một bầu trời. Đúng rồi, nó chắc nhẹ. Chắc vài bữa nữa nó mới. Đúng rồi. Để em chú xén nha. Cái này ký 3 luôn nè, cái này 90.000 thôi. 94 em tính 90 đó. Vú sữa nè em ơi. Cái này 90 luôn em ơi. Ừ. Đó. Nó đi vào rồi giật 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 con đó. Thoái 10.000. Tại có người ở ngoài xin tố. Rồi, cảm ơn em nha. 44 thoái 60 đúng không? Cảm ơn nghe. Rồi. Anh cảm ơn nhiều nha. Cái này cột lại, cái này hai trái bơ một trái tím nè. Về cũng dỗ. Đúng rồi, cái này đặc sản đó, ngon. Ở đâu hả? Hả? Cái này dưới Vĩnh Long hay ở đâu? Cái này ở bên, cái này dưới Đồng Tháp luôn. Không, cái sữa Đồng Tháp. Đồng Tháp ừ. Cảm ơn em nha. Ủa, thói tiền chưa ta? Mới lên luôn. Đúng rồi, mới lên luôn. Mới lên luôn. Đúng rồi. Nóng hỏi luôn. Nóng hỏi luôn. Chú mới lên còn nóng hỏi luôn hả? Không phải, lên trễ. Tại vì nó bẻ hơi lâu, người ta hơi cẩn thận á. Giống như mận với ổi thì bẻ ào ào được, còn cái này bẻ cẩn thận dữ lắm. Cái này bẻ giống như vú sữa nè. Ờ, nâng niu với lại mình bẻ mà nó hơi sống chút xíu là đau quá, vỏ nó dày vậy lắm. Cái này vỏ nó xuống tới gì nó mới mình ăn nó mới ngon nè. Ăn nó mới ngon. Còn mình bẻ xuống rồi là nó đâu có chín được nữa nè. Mà cái này là ăn được rồi chưa? Đúng rồi, ăn được rồi, ngon lắm.
Nè anh cắt cho hai em ăn thử nè. Chén sữa anh mới dắt sữa nè. Mới dắt sữa. Cứ canh uống anh thấy lộn sữa anh ăn hoài. Không phải, tại biết sao năm nào cũng ngon đó, anh bán đây thành khách mối anh là gặp là vô mua liền à. Đó. Em ăn thử coi. Ngon. Nó ngọt. Mỏng vỏ nè. Ừ, mỏng vỏ. Ngon lắm. Cực kỳ ngon. Dục vô bọc tiền luôn hả? Mặn nè, mặn bữa nay trái cũng ngon ngon không? Ai mặn ngon, mặn ngọt quẹo lựa đi em ơi. Bữa nay anh hơi bị khang cổ á. Khang cổ hôm nay bị mệt chứ. Đúng rồi, em mệt. Đã ha, nhìn trái đã ha. Đã. Ừ. Nè. Nè, trái tâm qua nè, hai trái khác nhau. Ờ, bằng xanh sữa. Xanh sữa. Ngon ghê luôn á. Ừ. Anh mới vừa nhắn tin qua cái hình đó chứ nào. Phải hai đứa ta. Em vừa chạy tới đây luôn á. Vậy hả? Tại em đang chạy qua bên kia. À. Mình cứ lại nghe điện thoại. Không, quá nghe điện thoại chứ không chạy uống quá câu. Vừa là ghé vô luôn à. À, ý là vừa nghe điện thoại có thấy cái hình anh gửi qua luôn hả? Đúng rồi. Là đi qua liền luôn. Anh ơi, chở vú sữa lên rồi. Cả nhà ơi, ủng hộ đi. Mặn xanh nè, mặn tam qua nè, vú sữa nè, hỏi ruột đỏ nè nha. Trái lý ngày mai có, ngày mai có trái lý. Vú sữa rất là ngon luôn em ha. Tại bữa nay là 13 là ngày đầu cúng á, chút xíu nữa lên bưởi hả? Bưởi nhà anh chồng á. Ba mẹ. Mai là mới bán nha anh à? Không, anh bán luôn chừng nào xe nó lên tới. Ờ, chút xíu nữa xe nó giao tới chỗ anh mà nãy giờ chưa thấy nó gọi điện nè. Bữa nay ba mẹ anh cắt khoảng chắc khoảng trăm mấy chục ký bưởi á. Ví dụ mấy cái đồ cúng thì anh bán gần Tết anh bán không anh? Anh bán hết luôn. Năm nào anh cũng có bán bưởi Tết đó, đó. Có khách mối. Anh giao một trái là 3 ký mấy không đó. Một cặp bưởi gần cả triệu luôn á. Này sao bẻ bớt à? Phải mình có cái kéo mình bấm chụp. Biết rồi, chừa cái lá này cơ. Biết sao vú sữa nó khó sắp lắm. Mình sắp mà lỡ tay cái là trái này nó đâm trái kia à. Nó đâm trái kia. Ờ, cái cuốn không. Trái mặn đã ha. Mặn này thì em bán nhiêu? Mặn này hả? Dạ. Mặn này bán 60 ngàn ký kìa. Nó rẻ hơn cái mặn này 10 ngàn. Này là hồng quá ha. Để anh coi coi mấy lạng vậy. Ờ, bơ hồng đó cơ. Gần 7 lạng. Trái này gần 50 ngàn á. 44 ngàn. Trái này là về ăn được rồi em. Đúng rồi. Đẹp ha. Nè nè em biết sao không? Cái cuốn này nè là nó dễ đâm lắm. Mình phải bẻ lắm. Bẻ khớp đó vừa. Ờ, cái khớp đó là vừa. Nó không có bị ấy. Quá trời nặng. Ở đây khách mối của anh nhiều lắm. Giống như người ta đặt là có chục ký đem đi biếu không đó. Hai em. Người đẹp Quỳnh Giao. Khách xuống xe. Anh lấy em hai trái vú sữa đi. Hai trái ha. Hai ba trái vú sữa đó. Ok. Em thích ăn trái nhiều chứ. Ăn liền á ha. Anh lựa cho. Nhìn thấy ngon quá, nãy thử xong rồi phải mua luôn rồi. em biết sao không? Cái này nó làm gì nó cũng phải nhẹ nhẹ tay chứ. Sợ nó
Đây, trái này rất là ngon. Dạ, đều quá ha. Ừ, nó đều, nó đều. Chị có để bàn thờ không chị? Cái này đi. Không, bàn thờ để chị ăn liền. Chú, ăn gì chú ơi? Chú này vui lắm nè. Để xíu nha, 79 ngàn. Dạ, em để cái này em có thêm ăn liền luôn. Thôi chứ lấy ăn liền hả? Lấy nhỏ giờ ăn luôn. Ăn bơ hồng này ha. Dạ. Dạ. Lấy dao cho chú mới mua hôm qua. Nè chú yêu ơi, cái đó là vỏ vú sữa đó. Còn cắt ngang vậy hả? Ừ, cắt ngang. Em quê là ăn cắt ngang á. Đúng rồi, cắt ngang, cắt ngang lấy muỗng nạo. Bóp cho nó tan thiệt à. Thầy sợ gì? Bóp đi nè, em bóp đi. Ủa giờ phải bóp sao? Đúng rồi, bóp cũng được, giống như ngày xưa á, mình bóp gì nè, mình bóp hoài đúng không? Đúng rồi, bóp hoài xong cái nó chảy nước ra cái đầu cuốn này nè. Đúng. cái mình là mình uống sữa. Mình uống sữa xong rồi mình mới tách ra mình mới ăn. Cái đó là mình ăn không có dao. Mình có dao mình ăn gì? Ôi ôi nè, sữa chảy. Đó, nó chảy nước nha, nó chảy sữa ha chứ. Wow, ngon nha. Ăn thôi, ăn thôi mà cái dạ. Đây để anh để. À, đợi xíu nha. Cần cho chú nha. Dạ. Chú, nay ăn bận nữa không chú ơi? À, dạ 28 ngàn chú. Ngọt giống trái nãy không? Để nhập trái cho 30 ngàn. Dạ. Ôi lộn, trái nữa 30. Trái nhỏ nữa 30 ngàn. Trái nhỏ là trái nào? Còn đi trái lớn được không? Dạ được, trái nào cũng được chú ơi. Chú thích trái nào bỏ trái đó vô. Anh nó chín rồi nên nó đâu có còn muỗng nhiều nữa đâu. Đúng rồi, nó chín rồi. Rất là ngon đó. Wow. Ăn vú sữa không con? Vú sữa ngon lắm nha. Không ăn hả? 30 phải là 170. Đúng rồi, mua nhiêu con bán nhiêu. 170. Một trái cũng bán hả anh? Ờ, anh đã bán nhiều con bán hết á. Tại anh có cân điện tử mà. Dễ bán. 170 ngàn. Rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ. Ai mặn ngon, mặn ngọt, mẹ lựa em ơi. Anh nhớ quê đúng không? Anh nhớ nhà quá. Anh nhớ nhà quá. Trái cây thơm phức. Thôi mà em cảm ơn gái nha. À, à dưới quê mới ăn này thôi chứ lên đây ít mua lắm, không có mua luôn á. Đúng rồi. Để 5-6 năm là chưa mua luôn. Đúng rồi. À mà thiệt anh cũng vậy đó. Anh bán này anh ít khi nào anh đi tại vì hôm nay là phải mua rồi. Cành lá tươi xanh ha. Chút xíu nữa bưởi ăn xuống thôi. Ờ. Ăn nữa nha. Đây. Không sao. Nè. Ăn nha. Chị. Ăn nha. Mận. 70 ngàn. Mận. Không phải lên. Loại 60 đây nè. Hai loại. Thôi giờ thấy 70 rồi, thôi lấy 70 với ai lấy 60. À, lấy mấy ký nè. 1 ký đây nha. Không mà ngon mà, bữa nay mà ngon đó. Để ăn bao nhiêu lần hả? Lúc nó xá sụp bữa nay nó lên mày sụp. Em cảm ơn nha. Em mua ớt thôi, không em mua ớt. À, để mua ớt thôi. Chị bữa nay vú sữa ngon lắm kìa, ăn không? Ăn hết chỗ đó ăn cái mai rồi. Em cảm ơn nhiều ạ. À. Dạ. Ai mặn ngon, mặn ngọt, quẹo lựa em ơi. Ngon nha. Mỏng vỏ. Bơ hồng này là nó mỏng vỏ vậy lắm. Ừ, thịt mềm ngọt. Còn thịt của trái vú sữa tím này là nó dày. Nó giòn. Nhưng mà vỏ nó dày hơn xíu. Vỏ nó dày hơn. Hết luôn hả?
hết một trái. Đừng nói mà đi quay gì mình ăn đó phải không?